mấy anh chị vô lại tốt giùm em nha mấy anh chị. Cái máy kia nó nóng quá, nó tắt nguồn mẹ nó rồi. Chào Tấn Phong nè, ế quá quay nè, thấy không cưng? Cửa hàng vắng như vậy nè, thấy chưa? Không một bóng người luôn, không một bóng người, vắng quá vắng. Bữa nay mà bán không được xe nào nghỉ ăn một năm luôn. Vào xem ủng hộ mấy chị ơi, vào xem nha mấy chị. Hát mô giá 37, 57 triệu nha mấy chị, 57 triệu phiên bản thường, phiên bản đặc biệt là nó tùy màu á. Vairo giá 39 triệu 900 nha. Anh ơi Vairo 39 triệu 900 nha. Để quay cho coi nè. Mấy anh chị mua đi, xe nó rẻ, cực kỳ rẻ luôn rồi, mua ủng hộ em đi mấy chị. Lúc này xe rẻ dữ lắm mấy chị ơi. Đó. Mình ở đâu vậy anh Duy Phong ơi? Mình hiện tại đang ở khu vực nào? Nếu mà góp á, mình trả trước cho em tầm cỡ 7 triệu. Nếu lấy phiên bản thường, bản cao cấp trả trước cho em tầm 12 triệu nha. Vào xem giùm em nha mấy anh chị. Đang quay cái điện thoại đó, nó nóng, nó tắt nguồn mẹ luôn. Giờ phải mở lại từ đầu. Cửa hàng em ở ở Tây Ninh đó anh ơi. Anh ở Long An, qua em gần mà. Khu xanh giá 32 triệu nha, tí nhỏ. Nó 32 năm lận á, mà quay bán chậm quá, bữa nay bán chậm quá, bán 32 luôn. Màu sơn thì Duy Phương đưa trước cho em tầm cỡ 7 triệu phiên bản thường, bản đặc biệt trả trước em 12 triệu nha. Bên em trả tầm 10% là mấy chị mua được rồi, 10% hoặc 15%. Còn mấy chị muốn lãi rẻ, thật rẻ, mấy chị trả trước cho em 30%, em hỗ trợ lãi rẻ, cực kỳ rẻ cho mấy chị luôn. Em có số điện thoại em 882 ở trên mấy chị muốn chốt giá điện cho em nha. Nói chung là chốt giá nhắn tin với em có Zalo luôn. Rồi xong cái tin nhắn đó mấy chị ra cửa hàng đưa tin nhắn cho nhân viên, em sẽ làm y vậy cho mấy chị luôn. Đó, vô xem nha mấy chị. Mấy chị cứ coi đi, mấy chị thích xe gì ra cửa hàng ô hộ em nha. Màu trắng là trắng, trắng bóng lắm chị. Đẹp cực kỳ chưa. Bảo hành 3 năm nha Ngọc Hiếu ơi. Tất cả dòng xe bảo hành 3 năm hết. Quay hết mô ok như Phương. Qua quay cho anh coi luôn nha. HMO thì mấy chị yên tâm khỏi lo, SH thì bên em đầy, nhiều lắm luôn. Tiền thì không có chứ xe đầy nhà, nợ cũng ngập mình luôn mấy chị, nợ mập mình luôn. Người em giờ bầm dập gì nợ thôi. Đó, HMO nha mấy chị. Quá trời luôn nè. Xe rất là nhiều. Thích xe gì ra cửa hàng ủng hộ của em. Xe máy Hoàng lên lớp 5 bầu đầu nha mấy chị. Xe gì cũng có hết. Chỉ có tiền là không có thôi mấy chị. Bao nhiêu tiền chồng em giữ hết trơn rồi. Đó, anh Duy Phong coi đi. Coi xong rồi qua ủng hộ của em nha. Hoặc giới thiệu người thân nha mấy chị. Trời ơi, nói thiệt chứ nói chơi trời. Có tiền đó trời, nợ dí tôi muốn chết luôn, bầm dập mình luôn nè. Màu xám nè, 67 triệu nha. Xám xi măng, 69 triệu.
Đó, 6 xi măng nha, phiên bản đặc biệt mẫu 2023 luôn. Nhưng mà chị 69 triệu quá rẻ luôn. Trả trước cho em tầm cỡ 12 15 triệu là góp được rồi. Mấy chị muốn góp lãi rẻ thì trả trước cho 20 triệu em làm lãi rẻ cho chị nha. 67 màu đen thu trần em đang về 3 chiếc 125 cc giá 17 triệu 500. Mỗi lần mình mua là chỉ có 110 thôi. Bây giờ em về 3 chiếc giá 125 cc một chút xíu em cho em số điện thoại, chút xíu xe về em điện liền nha, tại xe nó về ít được có 3 con nên không có đăng không quay gì hết trơn á. Hello nè Cường, Cường Hiền nãy giờ nó sống mày quá trời luôn đó đó đó. Khách vô Cường. À, có Cường vô là có hơi Cường là có khách rồi, Cường nó bán chị đi. Sáng giờ buồn ngủ ơi là buồn ngủ. Quay cho đỡ buồn. Thấy không Hiền? Có khách rồi, có Cường vô là có khách liền luôn thấy không? Vậy mà nãy giờ mà nói xấu nó không, trời ơi trời. Dạ em nói xấu Cường hay để nói xấu cục vàng của tao hen. Đại thắc lên mấy chị. Mấy chị muốn mua xe gì ra cửa hàng em nha, hỗ trợ cho mấy chị hết tất cả luôn. Các dòng xe góp không lãi suất từ 30 triệu trở lên, chỉ cần trả trước cho em 30%, đặc biệt không hỗ trợ nợ xấu không trễ. Dạ em Như Phương có số điện thoại em 882 nha. Anh tới anh nhớ điện thoại trực tiếp em. Nhiều khi á giá của em chốt khác giá lính em bán nó sẽ không có chính xác rồi anh đừng có bỏ đi, anh tới mà giá không đúng anh điện cho em đó thì giá em chốt đó em sẽ bán cho anh đúng rồi vậy luôn. Thế này mấy anh chị khi ra cửa hàng nhớ luôn số điện thoại 882 của em nha mấy anh chị, số điện thoại là của em nha chính chủ luôn, cứ điện trực tiếp em bảo đảm anh chị là được giá tốt, giá này em cũng bán mà. Bữa nay mùng 5 tháng 5 này chúc mấy anh chị đi chơi vui vẻ, ăn nhậu vui vẻ nha. Còn em này ngày cũng ở nhà bán rai rai luôn. Bữa nay mà bán không được 5 xe là bữa nay cho em nghỉ ăn mùng 5 nữa, cho lính em nghỉ ăn mùng 5 luôn. Từ sáng giờ bán được có 1 xe một mấy anh chị. Cửa hàng em ba lớn vậy mà có 1 xe một à. Còn xe này là của chị gái yêu trúng vé số mua mấy chị. Trời ơi đặc biệt bây giờ Tây Ninh quá trời luôn, chị bán vé số thì chừa được 2 tờ chứ mua luôn mấy chị. Xe này nè, chị mua rồi chị gắn định vị rồi gắn đầy đủ full xe luôn đó của chị bán cái số nha, hên trúng đặc biệt clip Thái còn con 125 nữa chị mua đi, bán xả cho chị luôn 72 triệu 125 màu đen nhám đen bóng chứ. Ờ thằng chồng tôi nó mê tha ba salon, mấy chị nào mua salon này bán sổ luôn mấy chị nhà. Ôi trời ơi bây giờ về kết nối yếu rồi, chạy ra xíu rồi mạng yếu à, vô trong này mạng yếu quá, tính vô sau quay cho mấy chị xem luôn rồi mạng yếu quá. Rồi có lại rồi mấy chị, anh hát cho mấy chị 125 nè, giá 87 triệu thôi, mới 100% luôn, bảo hành chính hãng 3 năm, còn 160 103 triệu 500 bảo hành chính hãng 3 năm giá cực kỳ tốt luôn. Bữa có cái anh kia anh điện em á chị biết sao không, nói em tại sao bán xe lại rẻ hơn có thay IC hay không, nói thì các cửa hàng kia nó bán là nói là tại xe bán rẻ nên thay IC ra, trời trời IC không ra em tháo ra em ăn hay làm gì trời. Nhiều khi khách hàng không biết á mua những chỗ khác nó cao hơn em người ta sẽ nói này nói kia thôi. Thu Nguyễn hả, bàn ăn tủ áo có luôn, chị gửi số điện thoại đi con gái em tư vấn nha, em xả mấy nhà đồ nhà còn nhiều lắm nè, hai bộ salon nè chồng nó mê quá tha xuống đây dục đây mấy chị nợ bộ đồ mua đi bán rẻ luôn, hàng gõ đỏ nha mấy chị tay 12 nha, gõ đỏ tay 12 29 triệu thôi rẻ cực kỳ rẻ luôn. À đúng rồi đó, bữa anh nó nói chị vậy nè em biết không, nói cửa hàng kia nói chị thay IC, thay IC mất hết mấy triệu bạc nên rẻ hơn mấy triệu bạc. Trời ơi, nói thay IC hết bảo hành của Honda. Tức quá, không lẽ giờ nói thay IC em ăn hay làm gì trời. Nhưng mà tại khách chị, nhiều khi không biết là mua bị những cái anh, nói chung anh bán hàng, nói chung có mấy anh bán hàng cũng hay. Mấy anh đó, em mà biết mấy anh nào mà tư vấn vậy em thuê về em bán cho em luôn. Không nhận nó hay, bán vậy kéo giá lên cho em. Anh nào mà tư vấn cái vụ mà SH2C
cho em số điện thoại đi, em thuê về bán cho em luôn. Thiệt, tư vấn về đồ quá hay luôn, từ giá rẻ mà kéo đây kéo lên giá cao là quá thích luôn, em thích lắm mấy chị. Em cũng đang tuyển nhân viên bán hàng mà. Anh thắc nhiều lắm mấy chị ơi, bảo hành chính hãng 3 năm tương đương với 30.000 cây số của Honda nha mấy chị, bảo hành toàn quốc luôn. Hát mò đây. Tiền thì không có chứ xe thì đầy. Mấy chị bữa nay vô mua ủng hộ em đấy, có tiền ăn một năm mấy chị. Đó mấy chị xem nha, xe gì cũng có, mấy chị muốn xe gì cũng có hết luôn nha, màu sơn, màu đỏ, màu gì cũng có hết. Full màu sơn nha mấy chị. 34.500. Màu sơn thì em bảo hành hết cho mấy chị yên tâm mua chạy nha. Nè, màu là xanh lục bảo nè. Xanh lục bảo, xanh GB. Sắm xi măng lên Thái, mấy chị không muốn lên Thái thì là đen cũng được. Sao chia thì màu sơn đây mấy chị. Sonic 52 triệu. Rẻ cực kỳ rẻ luôn. Lúc trước lên tới hàng 6 mấy 7 mấy luôn. Mà bán đùng đùng, bây giờ tù còn có 52 triệu, không thấy ai ghé coi hết, tức gì đâu thiệt chứ. Rẻ quá, rẻ quá, ai ghé coi tức. Lúc hồi mà giá cao tới nóc thì quá trời người hỏi luôn, mình không dám nhập về luôn, quá trời người hỏi luôn mấy chị. Bởi vậy thiệt chứ. Đây nè, màu riêng nè mấy chị, 50 nè. Màu xám em nãy em tư vấn anh nó màu xám 69 triệu đó. Những chỗ khác ta bán 70 mấy triệu không nha, em bán rẻ luôn như không. 69 triệu, có số điện thoại em 882 nha. Anh cứ điện thoại đi ra cửa hàng điện thoại cho em vừa, nói chung là cứ điện thoại em mới được như giá em tư vấn vậy đi. Đó, cứ điện thoại em đi. Ví dụ như không được giá như tư vấn ra đúng ngay cửa hàng em mới được vậy nha. Nhớ là Hoàng Linh nha mấy chị, đừng có Hoàng này Hoàng cái nhiều khi nó lái mấy tên khác mấy chị đừng ghé lộn. Ghé đúng ngay Hoàng Linh. Em không có mà chi nhánh ra của thêm mấy cái tên khác đâu. Nhiều khi có Hoàng người ta để sau mấy cái tên khác nữa, điện khác nữa. Chỉ có Hoàng Linh thôi, em không có chi nhánh nào hết nha mấy chị. Không có chi nhánh nào mà khác tên của em mấy chị. Ra đúng ngay chỗ em nè, giá ngay đúng ngay vậy luôn, còn không đúng thì điện thoại cho em. Mấy chị nhớ luôn số điện thoại 882 của em đi, khi nào mình muốn mua xe gì cái điện thoại em tư vấn mình giá ra ủng hộ em nha mấy chị. Em tên Linh nha, xe máy Hoàng Linh luôn nha mấy chị. Giá thì em nắm hết một nhà xe luôn, nắm giá hết mấy chị yên tâm, cứ alo cái có giá hết cho mấy chị. Từ khi mấy chị hỏi những cái xe nào mà em không có tại cửa hàng á, em mới chờ em hỏi giá lại chính xác mới báo cho mấy chị thôi. Sa chia thì quá trời luôn nè mấy chị thấy không, đủ màu luôn, từ màu riêng đến màu sơn. Raider cũng vậy mà giá cực kỳ rẻ luôn, có 39.900 à, ngày xưa lên tới 4 mấy 5 mấy luôn, bây giờ nó rẻ dữ lắm luôn. Sao chia cũng có 4 mấy triệu thôi. Tháng này mà không ra tiền mà còn giảm xe kiểu gì nó chết luôn, cứ nhập về mà bán ra không được lỗ, nhập về bán ra không được lỗ. Mà cái tật thì mê xe. Ôi đàn bà giờ mê xe lắm, anh chị thấy ai mà nhá máy hỏi giá xe rẻ rẻ là hốt hết rồi. Hốt về xong vài bữa lỗ nữa, tuột giá lỗ nữa, cứ vậy hoài á. Xe này ôm càng lỗ không anh chị, tuột hoài lỗ hoài luôn, càng tuột càng lỗ. Giá 43 triệu nha, 43 triệu màu sơn mấy chị, khóa thông minh luôn, trời ơi rẻ gì đâu luôn mấy chị.
Đây nè em có mấy con nè, mấy chị nào á thích á, alo em đi chốt giá em giao luôn cho. Bán ế quá hết tiền trả nợ rồi. Anh hát 350 y ha. Quay Thái em, ở quên. Cấp Thái em. Rim lùng Thái luôn mấy chị. Rim lùng Thái và cấp Thái luôn. Anh hát 300 y luôn mấy chị. Những hàng ế lâu năm có hết. Đó, thấy chưa? Mô tô đi mấy chị. Mô tô góp không cần trả trước nha. Mấy chị nào đam mê muốn phượt á, ra mua đi chiếc đi rồi xong cái chạy đi phượt 4 mùng 5 luôn. Bữa nay chạy đi phượt luôn cũng được luôn. Tôi đang kiểm cho mấy chị bỏ xe. Làm giấy tờ chạy đường không bao giờ qua, không bắt đâu chị yên tâm. Em có hồ sơ sẵn. Xe nào có hồ sơ sẵn em sẽ báo anh chị có hồ sơ sẵn mấy chị mua mấy chị đi chơi luôn. Khỏi cần chờ đợi bấm biển số mấy chị. Mấy chị cầm cái đăng kiểm là mấy chị như cái bản số xe của mình này. Đây nha mấy anh chị. Accento rẻ bèo rẻ thúi luôn. 44 triệu, 42 triệu. Mô tô 52 triệu, cần gì mua xe cũ mấy anh chị. Mua xe mới đi, góp không cho trước. Không lãi suất luôn. Trời ơi rẻ. Cần gì mua xe cũ còn chi. Ta chạy hết mấy nước rồi. Chưa tính mà ta chạy ta bị té này kia kia nọ nữa. À, còn mua xe mới nè, góp không lãi suất nè, không ra trước nè, mà mới nữa, bảo hành chính hãng 3 năm nữa, mẫu mới nữa anh chị, màu sơn thấy không, đủ màu luôn, E35 nè, giờ nó màu sơn đẹp dữ lắm luôn, cần gì sơn lại, đó đủ màu luôn nè, mà giá cực kỳ rẻ nữa chứ mắc đâu. Giờ không có tiền cứ ra mua xe hết em mấy chị đừng lên không có tiền. Để tháng sau mình thấy mình có tiền chạy ra mua có giá mắc. Giờ có ý định mua xe cứ chạy ra mua đi, em làm góp cho. Để tháng sau lên giá đó. Áo khu chờ đẹp không mấy chị? À, giờ bữa nay giờ em quay hoài luôn, quay khi nào mấy chị nào chốt giá với em thôi, chốt bán được chiếc xe em nghỉ quay. Mấy chị không chốt em quay hoài luôn mấy chị. Khu chờ bên em màu đẹp lắm cho mấy chị, quá trời màu luôn. Đâu rồi? Qua đây nè mấy chị coi nè, khu chờ nè thấy chưa? Nay giá rẻ bởi em nhập về em sơn nhiều lắm. Sơn cho mấy chị có thích thì ra lấy thôi, khỏi cần chờ đợi lâu. À, phu bạc sơn nhám luôn vậy không? Mình ra mình thấy đẹp rồi mình hốt về thôi mấy chị. Mình ra mình coi cái nào hợp phong thủy mình là hốt liền. Mua chiếc xe về hợp phong thủy mình thích chứ là về là dễ làm ăn lắm. Còn xe về mua về mình không thích đó. Chạy chán lắm, không thích chạy luôn. Ai cũng vậy hết trơn, tâm lý người vậy. Cái gì thích là mới xài mấy chị. Màu xanh này là màu xanh gì ta? Màu xanh gì? Cam mai vậy nè, đẹp cực kỳ chứ mấy chị. Nhái theo cái xe của du lịch đó mấy chị. Trời ơi, mấy cái màu này toàn là em nhái của ta không á. Còn màu này là nhái của iPhone 15. Người ta chưa ra, mày đặt ra trước người ta rồi mấy chị thấy không? Toàn nhái của ta không à. Đó, màu iPhone 15. Màu hồng nha mấy chị. Mà hồng mà chơi lên như chiếc phu luôn, biết khi nào bán được, trời trời thì chứ phải lên chiếc vi sành á, còn dễ bán. Phu này mà có em trai nè, mua màu hồng này chết ngắt luôn. Mua cái màu hồng này là tao nói là BD luôn. Có màu xanh này nè, trai mua được nè. Hai màu xanh này nha mấy chị. Màu xanh da chai với màu xanh này là xanh của chiếc xe ô tô xe gì đó bắt chước người ta sơn
ngồi ế lướt lướt xe mới xe vào đèo cái bắt chước ta sơn thôi, giỏi bắt chước lắm. Còn đây màu xám là bắt chước chiếc SH-MO mấy chị, SH-MO màu xám nè, bạc xám nè, bạc nhám á, mà lên cũng đẹp lắm, nhìn cũng đẹp cực kỳ đẹp luôn, màu đẹp cực kỳ luôn nha. Mỗi lần là em sơn cái màu màu bạc bạc bóng thôi à. Bữa nay xe nó rẻ quá, ngồi buồn buồn lướt 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 thấy cái màu SH-MO này đẹp quá, lên xe mà lên cái mà lên bán được màu đó thì lên bán được nhất. Đây là màu 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 xám xi măng lên Thái. À, sao chia nhé mấy chị, mấy em trai nào mà yêu tay côn yêu thích tay côn lên hốt chiếc xe chia này cho em đi, trời ơi giá rẻ cực kỳ rẻ luôn, trả trước cái 2-3 triệu à, hoặc là chia những dòng muốn không trả trước cũng được luôn, sao chia đây đây không trả trước cũng được luôn, có rẻ dữ lắm, mua đi. Xanh 2005 là mua được rồi, 2005 là hốt chiếc xe chia gì được đủ màu luôn nha, màu này màu xanh nè, màu này màu đỏ nè. Trời ơi màu đỏ nha mấy chị, đỏ tem báo nè, này là màu xanh xanh ngọc bích. Bây giờ xem nữa mấy chị ơi, vào xem ha, rồi hỏi giá đi ha, lưu số điện thoại em lại, khi nào thích mua xe gì hoặc là mình có ý định mua xe gì muốn hỏi giá điện em trực tiếp em, mấy chị nhớ lưu xe máy Hoàng Linh nha. À, xe máy Hoàng Linh lưu tôi, xe máy Hoàng Linh sẽ nổi Zalo lên thôi mấy anh chị. Hiện tại giờ em dồn về cửa hàng nằm tại ngã ấp 5 Bồ Đồn mấy anh chị. Có một chi nhánh ngay ấp 5 Bồ, có một cửa hàng ngay ấp 5 Bồ Đồn và một cửa hàng xuống dây thôi. Không có bất cứ chi nhánh nào nha mấy anh chị yêu. Mấy anh chị cứ ra cửa hàng ủng hộ em và điện trực tiếp với em nha. Quay đô 160 giá nó rẻ bèo rẻ thúi, bằng 100 giá nó bằng 125 luôn á mấy anh chị, bự quá trời bự luôn, mà có ai chạy được đâu. 125 nè, 125 giờ mà còn bán chậm nói chi, 160 125 màu đẹp cực kỳ đẹp luôn, mà gọn vậy mà còn bán chậm nữa nè, thấy không, màu trắng này màu xám nè, đẹp quá đẹp luôn, giá 43 triệu thôi, góp trả trước tầm 2-3 triệu là hút xe về chạy à, mà góp lãi suất nó rẻ nữa mấy anh chị. Có sẵn màu hết, phải ngày xưa mấy chị phải đặt sơn này kia kia nọ, không có đâu, màu sơn mà giờ cũng đẹp nữa, màu sơn bên em dám bảo hành mấy anh chị. Đấy mấy chị nghĩ là màu sơn nó sẽ không bền bằng màu riêng, không có đâu, trời ơi màu sơn giờ nó đẹp dữ lắm mà nó chất lượng lắm mấy chị. Ngày xưa tại công nghệ chưa tiên tiến nên sơn nó không bằng, nó không bền. Bây giờ công nghệ tiên tiến đủ thứ chơi, ta sơn hấp rồi nó bền dữ lắm, nó bóng nó đẹp cực kỳ mấy chị thấy không, y như rin. Mấy chị nhìn màu rin làm sao đẹp bằng màu sơn, giờ mà đòi cái màu rin, mấy chị xài màu rin y như là quay về thời ngày xưa đó, đi cưới con gái đòi còn trinh đó mấy chị. Giờ thời đại giờ mà đòi rin là thua. Bấy nhiều anh chị cứ ra hỏi xe này mua màu rin hay màu sơn, trời ơi màu rin bây giờ nó mắc hơn màu sơn nữa đó. Mấy chị đừng nghĩ màu rin cái này có giá trị, không có đâu, màu rin giờ mắc hơn á, vô cứ sợ sơn lại cứ nghĩ là mà sơn lại nó mất giá trị, trời đất ơi muốn sơn là mấy hồi, muốn màu gì sơn mấy hồi, muốn đổi màu sơn mấy hồi, mấy chị mấy xe này muốn đổi màu khi nào không được, ra làm thấy thích là mình hốt liền chứ không có cần mà nghĩ tới màu sơn màu rin như trơn, thấy nó trung hợp mình. À, xe chất lượng nè, bảo hành nè, đàng hoàng nè, giá tiền hợp lý nè, nó xe mà nói chung là xe Vario thì nó nhập chỉ có mỗi một loại Indo thôi, chứ không có loại nào mà một cục hai cục ba cục lắp ráp này kia kia nọ. Sonic cũng vậy, xe chia cũng vậy, xe chia thì có hai loại, loại của Việt Nam thì có hai đầu đèn giống như Raider, cái loại nhập thì không có hai đầu đèn nó vậy thôi, mà loại nhập nó nói chung là loại Việt Nam nó cũng nhập, nó nhập Indo đàng hoàng nha mấy chị, nhập Indo đàng hoàng luôn, nó qua nhà máy của Suzuki chứ không phải là của Suzuki lắp ráp.
Mấy chị đừng có nghe nói nhà nhập tư nhân với nhập Indo là hai cái lắp ráp Việt Nam, lắp ráp Việt Nam, lắp ráp Indo, có đâu mấy chị, sai lầm cái đó rồi. Tại vì thấy xe nhập tư nhân á, giá nó cao hơn, mấy chị có nghĩ tại tư nhân là ta lắp, ta nhập nguyên con ở Indo không có đâu, sai chia nó toàn nhập hết. Cái loại của Việt Nam á, nhà máy Suzuki nó cũng nhập luôn nguyên con luôn. Quê Thái nè mấy chị, mẫu cũ em còn mấy xe nha. Quê Thái này mẫu cũ còn mấy xe, cất vô chắc đợi 10 năm nữa sao cái hút. Y như mấy chiếc ẹt ẹt Thái Spark mấy chị. Cứ đợi tới 10 năm sau có giá lên là hút à. Này cho mấy chị coi nè. Thôi chào mấy anh chị nha, trưa em chào mấy chị nha.